Hội Nông dân tỉnh vừa tổ chức khai trương cửa hàng nông sản an toàn Khánh Thành ở thị trấn Yên Ninh, huyện Yên Khánh. Cửa hàng nông sản an toàn do Hợp tác xã sản xuất và tiêu thụ nông sản an toàn Khánh Thành thành lập. Ngoài bày bán các sản phẩm đặc trưng được sản xuất theo quy trình Việt Gáp của bà con nông dân trong xã, cửa hàng còn cung cấp nhiều sản phẩm ô cốp của tỉnh. Tất cả đều được kiểm tra về chất lượng và chứng nhận đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm của các cơ quan chức năng, từ đó góp phần thực hiện đề án Nông dân Ninh Bình nói không với thực phẩm bẩn, giới thiệu quảng bá và tiêu thụ nông sản có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo an toàn tới người tiêu dùng. Trong dịp này, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Hội Nông dân huyện Yên Mô tổ chức gắn biển điểm bán hàng hạn chế sử dụng túi ni lông, đồ nhựa dùng một lần tại cửa hàng nông sản an toàn Thi Phượng ở xã Khánh Dương. Việc làm này nhằm đẩy mạnh thực hiện phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn do Hội Nông dân tỉnh phát động nhằm tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên, nông dân và nhân dân về tầm quan trọng của công tác bảo vệ môi trường, tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường, sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên trên địa bàn tỉnh.